Thần đồng là một khái niệm quen thuộc thường được dùng để chỉ những thiên tài đã bộc lộ sự xuất chúng của mình ngay từ độ tuổi còn rất trẻ. Trong tất cả mọi lĩnh vực, đặc biệt là eSports, thể thao điện tử, những thần đồng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Không ai lại không muốn cháy cùng ngọn lửa nhiệt huyết và dõi theo toàn bộ hành trình chứng minh bản thân của những ngôi sao mai sáng giá này cả. Không phải thần đồng nào cũng có thể phát triển đúng cách và chạm đến đỉnh cao của thành công. Nhưng nếu từ cái mác thần đồng, sau đó đứng vào hàng ngũ của những người giỏi nhất, tuyển thủ đó hẳn là đã có một sự nghiệp huy hoàng. Có thể kể đến như Faker, từ một thần đồng vươn đến vị trí vĩ đại nhất của bộ môn eSports Liên minh Huyền Thoại. Hay Tense cũng từng là một thần đồng của FPS trước khi chuyển thành tuyển thủ Valorant nổi danh nhất thế giới. Và không thể không nhắc đến Simple, xuất phát điểm là một thần đồng bất trị, kết thúc với những chức vô địch muộn màng và được xưng tụng như là GOAT, đương đại của CSGO. Ở thời đại này, thật may mắn khi chúng ta vẫn còn được chứng kiến sự ra đời của một siêu thần đồng đời kế cận, người được mệnh danh như là truyền nhân của Simple và cũng đang bước từng bước trên con đường trở thành tuyển thủ CS số 1 thế giới như người đàn anh. Đúng vậy, đó không phải ai khác ngoài Monesi, sao mai CS2 của G2 Esports với giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử dành cho một tuyển thủ trẻ. Hôm nay, hãy cùng với MGN Esports đến với câu chuyện về Monesi để xem thần đồng ngang ngố đã trải qua những gì để có được vị thế như ngày hôm nay cùng dạp siếc hề hài nhé. Trước khi vào video ngày hôm nay, hãy để lại cho MGN Esports một like và một subscribe để ủng hộ cho kênh sớm đạt 100k sub nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ thì bắt đầu thôi. Monesi sinh ngày 1 tháng 5 năm 2005 tại một thị trấn công nghiệp cạnh thủ đô Moscow của Nga. Anh trai của Monesi là một người rất mê môn game bắn súng là FPS, đặc biệt là cho Counter-Strike 1.6 hay là CS 1.6. Và niềm yêu thích này cũng đã lan tỏa tới Monesi vào lúc chỉ mới lên 6 tuổi. Mỗi khi anh trai chơi game ở nhà, Monesi thường ngồi cạnh để xem, đôi lúc là chơi cùng. Mỗi khi anh trai ra ngoài tham gia các giải đấu bán chuyên, Monesi cũng đi theo để cổ vũ. Và khi anh trai vắng nhà thì Monesi sẽ ngồi lên chính chiếc máy tính của anh trai để chơi. Năm 2012, Counter-Strike Global Offensive hay là CSGO ra đời và cậu bé Monesi 7 tuổi cũng đã bén duyên với tựa game này và chơi nó một cách hăng say. Nhanh chóng chỉ sau 3 năm, vào lúc 10 tuổi, Monesi đã đạt mức danh là Global Elite, mức xếp hạng cao nhất trong CSGO. Tiếp đó, vào năm 12 tuổi, Monesi đã đạt cấp 10 trong chế độ Faceit chỉ sau 150 game đấu. Vào năm 14 tuổi, điểm Elo Faceit của anh là 3.800, con số khủng đối với một thiếu niên còn chưa đến độ tuổi trưởng thành. Kể từ năm 12 tuổi, Monesi quyết định sẽ nghiêm túc trên con đường trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Mặc dù cũng dành rất nhiều thời gian chơi Dota 2, nhưng Monesi đã chọn tập trung hoàn toàn cho CSGO. Cho đến năm 2020, anh thường xuyên dành thời gian rảnh ngoài trường lớp để tham gia các giải đấu cấp độ nghiệp dư lẫn bán chuyên. Dần dà, phản xạ và kỹ năng nhắm thượng thừa của thần đồng Monesi đã được cộng đồng cũng như là giới chuyên môn để ý đến. Tất cả đều đánh giá rất cao và dự đoán sớm muộn gì, Monesi cũng sẽ trở thành một ngôi sao lớn trong đấu trường của CSGO chuyên nghiệp. Tài năng của Monesi là thiên phú, thế nhưng nếu như không có hàng nghìn giờ khổ luyện, thậm chí đánh đổi cả thời gian dành cho việc học, anh cũng sẽ chẳng thể tiến được xa hơn. Tính vào lúc bắt đầu tham gia thi đấu chuyên nghiệp năm 2022, Monesi đã có tới hơn 15.000 giờ chơi CSGO theo thống kê trên Steam. 15.000 giờ tương đương là 625 ngày từ khi Monesi ra đời vào năm 2005 đến năm 2022, anh đã sống khoảng 5.800 ngày, tức là thời gian dành cho CSGO chiếm đến xấp xỉ 11% cuộc đời của Monesi. Những nỗ lực của thần đồng ngang ngố cuối cùng cũng đã có kết quả. Vào năm 2020, khi đã đủ 16 tuổi, Monesi nhận được lời mời gia nhập từ Navi, một trong những tổ chức lớn nhất của CSGO nói riêng và eSports nói chung. Navi đã nhắm đến việc chiêu bộ Monesi từ rất lâu. Bất chấp thần đồng ngang ngố không tham gia vào chương trình đào tạo và tuyển chọn tài năng của Navi, đội tuyển huyền thoại xứ Ukraine vẫn muốn dành một vị trí cho Monesi trong đội hình trẻ mới được thành lập, có tên là Navi Junior. Dĩ nhiên là trước sức nặng từ lời mời của một tên tuổi quá lớn như là Navi, Monesi đã không thể chối từ. Anh lập tức đặt bút ký vào một bản hợp đồng, dù trước đó từng có những thỏa thuận khả quan với Hard Legend. Trong thời gian khoác áo Navi Junior, Monesi đã tham gia khá nhiều giải đấu ở các cấp độ từ C đến A và gây ấn tượng mạnh bởi những phẩm chất của mình. Kỹ năng thiên bẩm thì không cần phải bàn cãi nhiều tới nữa, nhưng ở Monesi còn có sự chín chắn, chăm chỉ, thậm chí là bình tĩnh đáng kinh ngạc dù chỉ mới 16 tuổi. Ngoài ra, anh luôn điềm đạm lắng nghe hết mọi feedback từ ban huấn luyện và nỗ lực cải thiện bản thân dựa trên những lời góp ý đó. Tuy tài không đợi tuổi, nhưng Monesi tỏ ra rất khiêm tốn, luôn khen ngợi và tôn trọng những người đàn anh trong những buổi phỏng vấn hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện phiếm. Có một sự thật thú vị về Monesi, đó là anh từng được đặt cho biệt danh là tia chớp vàng vì sở hữu tốc độ phản xạ quá nhanh. Danh xưng này lấy cảm hứng từ tia chớp vàng Minato, Hokage đệ tứ trong bộ manga anime kinh điển Naruto. Monesi rất thích Minato và cũng thích cả cái tên này nên lấy nó để đặt tên cho tài khoản trên Steam. Đồng thời để hình đại diện là Minato,
Tưởng chừng như đây chỉ là hành động bình thường của một cậu bé Weibo, nhưng Monesi đã chia sẻ rằng anh được truyền cảm hứng khá nhiều từ Minato, luôn thúc đẩy bản thân phải tập luyện nhanh nhẹn hơn nữa, một điều là đặc điểm của Hokage đệ tứ vậy. Nhờ thế mà bản năng và kỹ năng CSGO của Monesi ngày càng tiến bộ. Chứng kiến những màn trình diễn sáng giá của Monesi, đặc biệt là trong khuôn khổ giải Faces Pro League, cộng đồng CSGO đã gọi thần đồng ngang ngố với danh xưng là truyền nhân của Simple, Navi, nơi mà Monesi đầu quân cũng là mái nhà mà Simple đã gây dựng tên tuổi như GOAT của CSGO đương đại. Vì vậy, các fan của Navi đã mơ về một ngày mà Simple và tiểu Simple sẽ trở thành đồng đội, cùng nhau mang những thành công vang dội đến với Jun Vàng. Thế nhưng, cuộc đời chưa bao giờ như là giấc mơ, và giai đoạn cuối năm 2020 đến trước kỳ Major Stockholm năm 2021, Navi đã có một sự thay đổi nhân sự rất quan trọng. Flammy rời đi và Beat từ đội trẻ được đôn lên để thay thế vị trí upper thứ hai. Mảnh ghép Beat đã góp phần giúp cho Navi giành chức vô địch Major Stockholm lịch sử. Qua đó biến đội hình này trở thành một bộ khung trong mơ và rất khó để xảy ra biến động. Vì cũng thi đấu ở vị trí upper và vẫn còn quá trẻ, Monesi đã không có cơ hội chen chân lên thi đấu ở đội hình chính. Anh từng thử chuyển sang vị trí sniper, nhưng rồi nhận ra dù có thi đấu hay đến mức nào ở vai trò này cũng không thể thay thế được Simple. Cửa thi đấu cho đội hình số 1 của Navi khi đó dần trở nên rất hẹp với thần đồng ngang ngố. Và rồi vào năm 2022, Monesi 17 tuổi cảm thấy đã đến lúc mình cần phải tìm bến đỗ mới, nơi mà tài năng của anh có thể được thoải mái tỏa sáng nhất, thay vì tiếp tục ở lại một đội tuyển trẻ và chờ đợi được đôn lên đội hình chính. Anh nói lời chia tay với Navi Junior, nhận được lời mời gọi từ rất nhiều đội tuyển. Monesi thời điểm đó không mấy quan tâm đến hợp đồng hay lương thưởng, chàng trai trẻ chỉ mong muốn được gia nhập một đội tuyển đủ tốt để có thể giúp anh phát triển hơn nữa. Cuối cùng, không nằm ngoài dự đoán, cái tên có được cái gật đầu và chữ ký của Monesi chính là Jichu Esports, gã khổng lồ Esports lừng danh toàn cầu. Điều đáng chú ý hơn nữa là cái giá mà Jichu được đồn đoán phải trả cho Navi để đổi lấy sự phục vụ từ Monesi là 600.000 USD, con số khổng lồ đối với một thần đồng chưa đầy 18 tuổi. 600.000 USD ngoài chứng minh niềm tin tuyệt đối của Jichu đặt vào Monesi, còn đưa thần đồng ngang ngố trở thành tuyển thủ trẻ đắt giá nhất trong lịch sử của CSGO nói riêng và một trong những ngôi sao giá trị nhất của Esports nói chung. Những nỗ lực của Jichu, đặc biệt là ông chủ Ocelote để chiêu mộ được Monesi là rất đáng ghi nhận. Thế nhưng, người hâm mộ của dạp xiếc đến từ châu Âu đã rất hoài nghi về chất lượng thực sự của bản hợp đồng này. Liệu rằng một tuyển thủ trẻ không hề có kinh nghiệm thi đấu đẳng cấp cao nhất có xứng đáng với mức giá là 600.000 USD hay không? Liệu tài năng thực sự của Monesi có thực sự là xuất chúng, được ca ngợi như tiểu Simple giống như lời đồn đại? Và liệu thần đồng ngang ngố có phải là lựa chọn thích hợp để giúp cho Hề 2 thoát khỏi cơn khát danh hiệu đã kéo dài quá lâu rồi hay không? Monesi đã có câu trả lời cho họ với những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng tại hai giải đấu cấp S đầu tiên trong năm 2022, LAS Premier Spring Groups và IEM Katowice. Trong đó, pha clutch 1-4 kinh dị của Monesi ở LAS Premier đã được chuyên trang CSGO HLTV bình chọn là highlight của năm 2022. Your clutching is better. Và tất nhiên, không thể bỏ qua những tình huống bán op vô cùng mãn nhãn mà Monesi đã trình diễn để loại chính đội tuyển cũ Navi trong trận bán kết của IEM. Monesi on catwalk finds the timing, 8 seconds if he can drop the bomb it'd be everything, but it travels into the site. 1 on 2 for Monesi now. It's sacrificial. Gives his position away. He wants Monesi's hand gone. Nhưng tiếc là khởi đầu tưởng chừng như thuận lợi này lại không kết thúc với những danh hiệu dành cho Manisi và Jichu. Họ chỉ xếp trong nhóm hạng 4-6 tại Plus Premier. Sau đó, về nhì ở IEM với thảm bại 0-3 trước FaZe Clan trong trận chung kết. Từ hai giải đấu này, phần lớn còn lại của năm 2022 thực sự là một thảm họa với Jichu, bất chấp Monesi đã mang đến cho dạp xiếc những luồng gió mát và nguồn cảm hứng mới mẻ. Không khí nặng nề sau những thất bại khiến các tuyển thủ của Jichu trở nên thiếu gắn kết, không thể thi đấu với 100% phong độ vốn có. Trừ Monesi, chàng trai trẻ luôn là người chơi tốt nhất của Hề 2 suốt giai đoạn khó khăn này. Không chỉ thể hiện tốt trên sân khấu, mà trong những buổi stream hoặc là tập luyện thường ngày, Monesi thường dành rất nhiều thời gian để tìm tòi ra các cơ chế cũng như là mánh khóe mới. Sự chăm chỉ này ngoài giúp ích cho cộng đồng, còn giúp cho Monesi ngày càng tiến bộ, phát triển hơn khi tự học hỏi được thêm rất nhiều cách để chiến thắng trò chơi này. Nỗ lực không ngừng của Monesi như một lời khẳng định ngầm rằng
thành công và những danh hiệu rồi sẽ đến với anh cũng như là rạp xiếc hề 2, dù sớm hay muộn. Tại Blast Premier World Final, giải đấu hạng S cuối cùng của năm 2022, Morrissey và các đàn anh đã làm nên lịch sử cho G2 Esports. Đến giải đấu nhờ điểm tích lũy, sự xuất sắc của tài năng trẻ Morrissey giúp rạp xiếc lần lượt đánh bại Vitality Toang ở tứ kết, Face Clan ở bán kết và cuối cùng là chấm dứt chuỗi toàn thắng của team Liquid trong trận chung kết với tỷ số là 2-0. Sau hơn 1.000 ngày không thắng nổi một map đấu nào trong những trận chung kết tổng, G2 đã có được chức vô địch mà họ mong chờ từ rất lâu. Tất nhiên, nếu đi ngọn lửa nhiệt huyết mà Morrissey đã thổi bùng lên trong những tuyển thủ đàn anh kỳ cựu, thì có lẽ G2 sẽ phải tiếp tục chờ đợi thêm nữa cho chiếc cúp này. Không nằm ngoài dự đoán, Morrissey cũng ẵm luôn danh hiệu MVP của giải đấu, danh hiệu MVP đầu tiên trong sự nghiệp thần đồng Nga Ngố. Màn trình diễn ấn tượng và những nỗ lực đóng góp của Morrissey cho G2 Esports suốt thời gian mùa giải 2022 đã giúp cho thần đồng Nga Ngố được trang HLTV xếp ở vị trí hạng 7 trong top 20 tuyển thủ CSGO xuất sắc nhất năm. Đây là một sự công nhận đầy thuyết phục cho tài năng trẻ chỉ mới 17 tuổi như Morrissey. Sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài đằng đẵng của G2, mục tiêu tiếp theo mà Morrissey hướng tới không gì khác ngoài những chiếc cúp tầm cỡ Major. Và tham vọng của thần đồng trẻ Nga Ngố đã dẫn dắt rạp xiếc hề 2 đến với IEM Katowice năm 2023. Đây là đấu trường họ đang là đương kim Á quân kể từ thất bại đau đớn trong trận chung kết đúng một năm trước đó. Nhưng lần trở lại này, Morrissey và các đàn anh của mình đã khác đi rất nhiều. Xuyên suốt từ vòng bảng đến playoff, G2 Esports thể hiện một bộ mặt cực kỳ áp đảo khi toàn bộ 5 thành viên đều đạt điểm rơi phong độ tốt và vô cùng gắn kết. Dĩ nhiên, Morrissey vẫn là Morrissey với sự ổn định đáng khâm phục của mình, đưa đội tuyển lần lượt vượt qua Big, Face Clan và Na'Vi ở vòng bảng, tiến vào vòng playoff, bại tướng cũ là Liquid lại tiếp tục gục ngã dưới họng súng của Morrissey và cuối cùng Heroic cũng đã bị đánh bại 3-1 trong trận chung kết, 11 map thắng và chỉ thua duy nhất một map đấu. Chính thành tích ấn tượng này đã cho thấy sức mạnh hủy diệt của G2 Esports tại giải đấu này. Chức vô địch của IEM không thể xứng đáng hơn trao cho tay của Morrissey và các đồng đội. Danh hiệu tầm cỡ này cũng chứng minh rõ ràng nhất cho đẳng cấp của thần đồng Nga Ngố. Sau thời gian dài tu luyện ở Na'Vi, trải qua không ít giải đấu vô cùng chật vật cùng G2, cuối cùng thì Morrissey cũng đã có được chức vô địch xứng đáng để dõng dạc tự hào rằng anh đang là một trong những tay súng xuất sắc nhất của thế giới CS:GO. Thế nhưng không lâu sau chiến tích huy hoàng ở Katowice, G2 với tư cách là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch lại bất ngờ bị loại ngay từ vòng Legend Stage ở Major Paris 2023, kỳ Major cuối cùng của CS:GO trước khi chuyển giao thành CS2. Major là danh hiệu cao quý mà rất nhiều thành viên kỳ cựu của G2 thèm khát và Morrissey trẻ tuổi chắc chắn cũng muốn giành lấy chiếc cúp danh giá này không chỉ một lần. Nhưng tiếc là thói quen diễn hài không đúng thời điểm đã báo hại họ một kết quả đáng thất vọng ở kỳ Major lịch sử. Dù vậy, trái với sự vô duyên với các giải Major, IEM có vẻ là mảnh đất lành với Morrissey và các đàn anh. Không lâu sau Major Paris, G2 Esports lại hành quân đến Cologne của Đức để tham dự mùa IEM thứ 3 trong năm 2023. Với một phong độ khác hoàn toàn so với khi ở Paris, hề 2 lại vượt qua vòng bảng với vị trí thứ nhất. Họ góp mặt ở trận bán kết và đánh bại thế lực cũ là Sao Đỏ Astralis với tỷ số là 2-0. Đối mặt với nhà đương kim vô địch ES trong trận chung kết, nhưng đại diện đến từ Phần Lan này chắc chắn không phải thử thách xứng tầm với Morrissey và các đàn anh đã vào form. Tỷ số 3-1 được ấn định sau 4 map đấu. Một lần nữa, thần đồng Morrissey lại nâng cao chiếc cúp vô địch của IEM. Về mặt cá nhân, cú đúp danh hiệu vô địch IEM cũng đã giúp cho Morrissey thăng tiến lên hạng 4 trong top 20 tuyển thủ CS xuất sắc nhất của năm 2023. Với đà phát triển thần tốc như thế này, việc thần đồng Nga Ngố vươn lên vị trí số 1 trở thành tay súng hay nhất thế giới có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Trở lại với mối tình giữa Morrissey và G2, sau khi lên đỉnh ở Cologne, lại như một chiếc chu kỳ bù, G2 ngụp lặn ở tất cả mọi giải đấu sau đó trong năm 2023 cho đến tận tháng 6 năm 2024 khi một mùa IEM khác lại gửi tranh ở Dallas. Rạp xiếc sau rất nhiều những biến động nhân sự trong đội hình đã không thể có được sự phục vụ của ngài Husi do bận về quê ăn đám cưới chị gái. Và người bất ngờ xuất hiện trở lại để chữa cháy cho vị trí của Husi là anh Sơn Stewie 2K, thần đồng một thời giống Morrissey nhưng đã mất tích khỏi CS chuyên nghiệp khá lâu. Với một đội hình có phần chắp vá như thế này, bằng một số nội tại ẩn, G2 sau đó vẫn bước lên ngôi vô địch của IEM vô cùng xuất sắc. Morrissey và các đàn anh đã sớm rơi xuống nhánh thua vì thua trắng 0-2 trước Vitality Toang. Nhưng từ đó, họ không thất bại thêm một lần nào nữa trước khi phục hận chính ong vàng trong trận chung kết tổng. Chức vô địch của IEM thứ 3 trong vòng chưa đầy 2 năm dành cho Morrissey lại càng khiến người khác thêm phần thán phục, tài năng thiên phú cũng như là tốc độ phát triển vượt bậc của siêu thần đồng này. Nhưng ở giải đấu gần nhất mà Morrissey cùng với G2 tham dự là Esports World Cup thì lại không có kết thúc thuận lợi lắm. G2 đã băng băng đến chung kết với những trận thắng áp đảo, nhưng cuối cùng họ lại thua ngược trước một Na'Vi cực kỳ đồng đều trong trận chung kết, đánh mất chức vô địch giải đấu mà không biết đến khi nào mới tái tổ chức. Morrissey có lẽ đã cảm thấy rất thất vọng vì thất bại trước chính đội tuyển cũ. G2 dù đưa tên tuổi của Morrissey lên tầm cỡ thế giới nhưng dẫu sao cũng gây ra cho thần đồng Nga Ngố quá nhiều đau thương với những tiết mục siếc của họ. Trong khi đó, Na'Vi nơi đã mang Morrissey đến với đấu trường chuyên nghiệp thì lại ngày càng tỏ ra mạnh mẽ hơn cùng một đội hình toàn diện ổn định bậc nhất. Morrissey đã từng chia sẻ rằng được chơi cho đội một Na'Vi luôn là ước mơ của anh.
và nếu có cơ hội, anh sẽ quay về mái nhà xưa. Liệu rằng đã đến lúc thích hợp để Tiểu Simple trở lại với màu áo rồng vàng và nhắm đến chiếc cúp Major danh giá nhất? Viễn cảnh ấy đẹp, nhưng có lẽ sẽ là câu chuyện trong tương lai xa. Còn hiện tại, Morrissey chắc chắn vẫn sẽ khoác màu áo của rạp xiếc hề hài eSports. Ngày trước mắt sắp tới là 4 giải đấu lớn còn lại của năm 2024, AEM Cologne, AEM Rio, Blast Premier World Final và quan trọng nhất là Major Thượng Hải. Liệu rằng anh tài Morrissey có thể vượt ngàn chông gai để chạm tay vào chiếc vô địch cao quý còn thiếu trong sự nghiệp? Hãy cùng chờ xem. Và đó là câu chuyện về thần đồng Morrissey, tuyển thủ trẻ đắt giá nhất trong lịch sử, truyền nhân của Simple. Nhưng thật may mắn vì anh đã tìm ra con đường phát triển riêng cho bản thân mình thay vì bắt chước y hệt người tiền nhiệm. Được chứng kiến quá trình từ một ngôi sao mai đến một ngôi sao hàng đầu thế giới, ngày càng chín chắn và trưởng thành hơn của Morrissey quả thật là may mắn đối với những người hâm mộ bộ môn Counter-Strike. Nếu thấy video này hay và bổ ích, hãy like để ủng hộ tôi và đừng quên nhấn thêm nút đăng ký để giúp cho MGN Esports sớm lên được 100k sub. Anh em mong muốn MGN làm thêm về tiểu sử nhân vật nào thì nhớ để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để chúng tôi tham khảo nhé. Giờ thì đến lúc tạm biệt rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.